Chào các bác nhá. Em quay lại chiếc 3202 này. Hôm vừa rồi quay hơi vội thì em quay hơi nhanh, giờ quay lại cho các bác xem nhé. Nên nổ xe cho xe ra ngoài xíu rồi. Sửa anh. À nó lắc lắc cái bánh cho anh, lắc cái cốt bánh này cho anh mấy người thắc mắc. Rồi, xem bên kia. Bên kia, lắc cái bên kia luôn. Rồi. Cẩn thận đằng sau đó, tí nó lùi cẩn thận nó sưởi lên một xíu. Lùi cẩn thận đằng sau này, vô cái đồ đằng sau này. Đưa ra ngoài để cho nó mát. Dây tắt máy. Đèn xi nhan kìa. Lôi xì ra chỗ này thôi đây, lại chỗ mát mát này này. Đèn xi nhan. Rồi ok. Cài thắng chân. Đèn con này lái cho được rồi. Số 1 luôn. Rồi sang số khác. Bò à? Vào đi, vào số khác đi. Rồi ok. Dịp ga nhanh vài phát. Chào các bác nhé. 202 nhé.
lùi lên nhá. Số chậm thôi. À, không cần hai cầu đâu, cứ một cầu lùi lên được. Vừa bánh chưa? Bánh trước này, nhìn bánh trước nữa này. Nó lùi móc quen rồi. Lùi giờ lùi đầu thôi, lùi lên đi. Lùi thẳng lên, thẳng cái tay lái này. Nó lùi móc quen rồi, giờ nó ngái ngược cái tay lái, nó không quen. Bánh trước, bánh trước. Rồi dừng lại Thuận ơi. Từ đã, từ từ. Đi anh lên gỡ cái hai cái chốt kiếm này để cho nó, cho cái kiếm nó đẩy vào trong được, nó sát cái bánh vào trong lốp luôn đấy đi.